Chào mừng mọi người đến với sản phẩm Smart Home nhé. Thì hôm nay Smart Home giới thiệu với mọi người cái bộ điều khiển bóng đèn, bốn thiết bị âm tường. Ở đây có bốn nút ABCD. Ở trên hộp của thiết bị cũng có bốn nút ABCD. Thì điều khiển tay khiển này thì bằng sóng RF. A này, B, C, D này. Đây mình đang nối tải với một kênh thôi. Đấy. Thì ví dụ nhấn B này. Thì B trên hộp này. Tắt này, bật này, tắt này. Đấy. Máy hoạt động điện áp 220V nhé. Có các cái đầu connector để kết nối với điện rất là tiện lợi. Đây là cái mình gắn lên cái tường để mình gài cái điều khiển này vào. Đấy. A này, B này, C này, D này, B này, tắt này, bật tắt rất là nhạy này. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nhé.